Take it easy. Nghe vị trí nào. Ôi đó, có nghe hết còn một cậu mệt thì chứ. Về cái chìa khóa này như có cái chỗ mình làm quy, nó có cái cửa chưa mở đó, nhớ gần đây rồi, tôi kiếm chắc khủng quá. À đây nè. À vậy có thể sẽ đi đường này vòng qua được. Vị trí dưới đây, mở chìa khóa.
treasure. One way to draw your target out of hiding. Thì nghiên cứu cái này phá cũng phá. Tôi không xem được. Thôi cửa ra chỗ nãy nè, đây khóa là mới lặn xuống nước đi theo cái đường lối giam đây. Cái chỗ này là nằm cái web của cái hành gì nó lừa mình trên tay. Còn hai cục nữa. Cái đợt video trước á mình có nhắc là có cái web mở khóa là mình làm đó. Cái video mà không nhớ tên,